Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa 10 đã tiến hành khai mạc. Ngoài việc xem xét thông qua những nghị quyết quan trọng, kỳ họp lần này còn dành thời gian để thảo luận các vấn đề về kinh tế xã hội trong tỉnh. Giữa khai mạc có ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh Ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Ông Nguyễn Ngọc Hai, Phó Bí thư tỉnh Ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ông Dương Văn An, Phó Bí thư tỉnh Ủy, đại diện ban thường vụ tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở ban ngành đoàn thể và 50 trên 54 đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh khóa 10. Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 10 nhằm tập trung thảo luận tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm và đề xuất các giải pháp trong 6 tháng cuối năm 2019 đồng thời xem xét các báo cáo tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh để ban hành nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh về quy định mức đóng góp chế độ hỗ trợ đối với người nghiện ma túy cai nghiện tại cơ sở điều trị nghiện ma túy của tỉnh, tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Quy định chế độ trợ cấp đặc thù đối với công chức viên chức và người lao động làm việc tại cơ sở điều trị ma túy của tỉnh. Quy định một số mức chi đào tạo bồi dưỡng cán hộ công chức viên chức trên địa bàn tỉnh phân khai vốn dự phòng và vượt thu nguồn số, số kiến thiết 2016 năm 2017, 2018, bổ sung danh mục đầu tư công giai đoạn 2016-2020 quy định một số mức chi và tỷ lệ chi phí quản lý chung trong việc thực hiện các nhiệm vụ dự án về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh, việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 6 và trước kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10, công tác tổ chức cán bộ thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Ngoài ra, tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh cũng dành thời gian cho phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Phát biểu tại phiên khai mạc, ông Nguyễn Mạnh Hùng, ủy viên Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 10 có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2019 và những năm tiếp theo. Vì vậy, đề nghị đại biểu tham dự nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận sâu các vấn đề đặt ra tại kỳ họp. Tôi đề nghị các vị đại biểu Hội đồng dân tỉnh, Thủ trưởng các sở ban ngành có liên quan, tham dự kỳ họp cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia đầy đủ các phiên họp, dành nhiều thời gian để nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng cao và nội dung của kỳ họp, nhất là các giải pháp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để nghị quyết của Hội đồng dân tỉnh thông qua tại kỳ họp này có tính khả thi cao đáp ứng sự mong mỏi tin tưởng của cử tri và nhân dân tỉnh nhà